cả nước vui mừng khi biết tân chủ tịch nước chính là. Kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Ngẫm Sử Thi. Quý vị thân mến, tứ trụ quyền lực của Việt Nam hiện nay đang chống vị trí chủ tịch nước, một chức vị gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian qua, khi liên tiếp hai vị lãnh đạo có tiếng là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng phải xin từ chức. Điều mà tất cả người dân đang mong chờ hiện nay là sẽ tìm ra được một vị tân chủ tịch nước mới để đứng đầu và lãnh đạo nhà nước đi lên. Hàng loạt những cái tên danh giá và nổi bật được đưa lên bàn cân so sánh, xứng đáng với vị trí quyền lực ấy. Vậy nhưng chắc chắn 100% cả nước sẽ rất vui mừng khi biết được tân chủ tịch nước chính là người này. Theo điều lệ đảng, tân chủ tịch nước phải phục vụ đủ nhiệm kỳ với tư cách là Ủy viên Bộ Chính trị, nghĩa là các ứng cử viên tiềm năng hiện nay bao gồm các ông Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Ủy viên Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Những nhân vật danh giá và xuất chúng đều được đưa ra để đặt sự tương xứng vào vị trí chủ tịch nước ấy. Có ý kiến nói về phương án Tổng Bí thư làm chủ tịch nước, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương được lòng dân, được toàn đảng, toàn dân tín nhiệm và xứng đáng làm chủ tịch nước. Nhớ lại về thời gian trước đây, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng đảm nhận vị trí này, ngày 3 tháng 10 năm 2018, trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao, 100% giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Cơ chế Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã được ông Nguyễn Đình Hương ủng hộ từ Đại hội thứ 7. Hơn nữa, nhìn rộng ra các nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Lào cũng đã có cơ chế này. Rõ ràng không phải các nước thực hiện mô hình nào chúng ta cũng áp dụng y như vậy. Nhưng việc nào bạn bè quốc tế làm đúng, làm tốt thì Việt Nam cũng nên rút kinh nghiệm để áp dụng cho tốt. Tìm được ứng viên đủ điều kiện, đủ trình độ, năng lực, phẩm chất để làm Tổng Bí thư thì đó là hạnh phúc cho Đảng, cho nhân dân. Và nếu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước thì sẽ là phương án tốt nhất, hợp lòng dân nhất. Tôi rất băn khoăn, lâu nay việc đón tiếp nguyên thủ các nước sang thăm Việt Nam, cả Tổng Bí thư và Chủ tịch nước ta đều đón tiếp thì sẽ rất khó. Vì vậy, nếu thực hiện được mô hình này thì khi chúng ta đi quan hệ quốc tế sẽ rất thực tiễn, ông Hương nêu quan điểm. Theo nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trong bối cảnh cả nước đang thực hiện nghị quyết Trung ương 6 về thu gọn bộ máy, nếu phương án Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được thực hiện sẽ làm gương cho các địa phương thực hiện mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Nước ta có một đảng cầm quyền với cơ chế lãnh đạo tập thể nên không một cá nhân nào có thể vượt quyền, độc đoán được. Quan trọng, để thực hiện mô hình này cần sửa hiến pháp, cương lĩnh cũng như điều lệ đảng, quy định rõ quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phải chịu trách nhiệm với những quyết định của mình trước Đảng, nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Ngoài ra, cần thiết sắp xếp lại bộ phận giúp việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để bộ máy thực sự hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Ông Nguyễn Đình Hương cũng nhấn mạnh rằng, người giữ cương vị Tổng Bí thư vừa là Chủ tịch nước phải là một tấm gương trong sạch, thực sự mẫu mực về đạo đức, phong cách, lối sống, có tài suy nghĩ chiến lược, biết quy tụ nhân tài. Ấn tượng với những gì Tổng Bí thư đã làm được trong nửa nhiệm kỳ Đại hội 12 vừa qua, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng đây là một tấm gương được lòng dân, được toàn dân, toàn đảng tín nhiệm và xứng đáng làm Chủ tịch nước. Tất cả những việc Tổng Bí thư đã làm đều lấy dân làm thước đo, lấy dân làm chuẩn mực, vì lợi ích và quyền lực của dân là mục tiêu phấn đấu và hành động. Nếu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước, sẽ được toàn dân ủng hộ đồng tình, ông Nguyễn Đình Hương nhấn mạnh. Đồng quan điểm với ông Hương, nguyên Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng cũng cho rằng phương án này là cần thiết
và ông tin tưởng ở sự sáng suốt của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Cái gì có lợi cho nước, cho dân thì Đảng, Nhà nước cần làm. Ông cũng nhìn nhận trong tình huống này, người giữ vị trí sẽ phải đảm nhận khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự bố trí khoa học, hiệu quả. Tôi tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí là người tiêu biểu đáng tin cậy, ông Vũ Quốc Hùng bày tỏ. Có thể nói, thời gian mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tin cậy bầu cử kiêm nhiệm cả vị trí Chủ tịch nước đã khiến cho không chỉ Quốc hội, nhân dân cả nước mà bạn bè quốc tế cũng rất hân hoan vui mừng khi tất cả đều biết đến con người ưu tú và luôn hết lòng vì đất nước, vì nhân dân như ông. Và lần này, khi chiếc ghế Chủ tịch nước đang bị cho rằng dính dớp không ai dám ngồi vì đã có hai vị Chủ tịch nước liên tiếp xin từ chức chỉ trong một nhiệm kỳ. Do vậy mà nếu như ông Nguyễn Phú Trọng lên nắm giữ vị trí này lần nữa sẽ xóa tan đi những luồng dư luận không đúng và làm cho nhân dân an tâm. Thế nhưng thật đáng tiếc rằng Tổng Bí thư không thể có mặt trong vị trí để ứng cử lên làm Chủ tịch nước được nữa. Nếu nói về quy chuẩn, điều kiện để ứng cử viên làm Chủ tịch nước là chức Chủ tịch nước cần đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần phải có những phẩm chất năng lực, có uy tín cao, là trung tâm đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và nhân dân, có năng lực nổi trội toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, hiểu biết sâu rộng về công tác tư pháp, là trung tâm đoàn kết các lực lượng xã hội và các cộng đồng dân tộc trong và ngoài nước, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành trung ương, tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Hiểu biết sâu rộng tình hình đất nước, khu vực và thế giới, nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, am hiểu sâu sắc về xã hội, có ý thức trách nhiệm cao, có khả năng đóng góp ý kiến trong việc hoạch định đường lối, chính sách và phát hiện đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra để Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thảo luận, quyết định. Những điều kiện quy chuẩn đối với chức danh Chủ tịch nước thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đủ cả về bề dày kinh nghiệm công tác hoạt động chính trị lẫn phẩm chất về con người trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền toàn thể. Xây dựng Đảng vững mạnh thì ông Nguyễn Phú Trọng đầy đủ tiêu chuẩn, phẩm chất để đảm nhiệm hai chức vụ. Đây là điều may mắn cho Đảng, Nhà nước và dân tộc ta. Nói về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì đầu tiên là nói về sự liêm khiết. Như Bác Hồ nói rằng, người lãnh đạo phải có đức, có tài, thì cái đức phải đi trước. Cái đức là gốc, bởi có đức thì mới quy tụ được mọi người. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, chúng ta thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người rất có bản lĩnh, lại khéo léo trong giải quyết những tình huống gay cấn. Tôi nghĩ ông là người cương, nhu, đúng lúc. Ví dụ, khi giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng biển nước ta, Bộ Chính trị đã 13 lần họp bàn ứng phó với các vấn đề khác nhau, thì cả 13 lần chúng ta đều giải quyết thành công các tình huống đó. Không phải khi Quốc hội bầu ông làm Chủ tịch nước, khi có bản kê khai tài sản, thì mới khẳng định ông Nguyễn Phú Trọng là người liêm khiết, mà đã từ lâu trong quá trình công tác, nắm bắt, tất cả các cán bộ lãnh đạo đều có thể khẳng định ông Nguyễn Phú Trọng là người trí công vô tư, hoàn toàn trong sáng. Đây là một tấm gương sáng đã rất rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi những chuyện như biệt phủ, nhà lầu của quan chức gây bức xúc dư luận, thì việc nêu gương rất có ý nghĩa. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước, ở nhà công vụ, với một số tiền tiết kiệm nhỏ, điều này đã nói lên tất cả. Có nêu gương và tấm gương có thuyết phục thì mới dẫn dắt, mới lãnh đạo được. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là người hoàn toàn trong sạch và trong sạch tuyệt đối. Một người tài đức vẹn toàn như ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay thì ai ai cũng mong ông sẽ nắm giữ chức vị Chủ tịch nước đó, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi công cuộc đốt lò tham nhũng của ông ngày càng một nóng lên với hàng loạt các cán bộ cấp cao phải bị ra hầu tòa
và lĩnh án tù về tội tham ô, tham nhũng. Vậy nhưng ông Nguyễn Phú Trọng, hiện tại tuổi đã cao, ông sinh năm 1944 và hiện nay đã 80 tuổi, và một nhiệm kỳ của Chủ tịch nước là 5 năm. Với tuổi tác đã cao như vậy và sức khỏe đã có hạn, nhưng vẫn ngày đêm nặng gánh trên vai với bao nỗi lo toan cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Vậy nên rất khó khăn và thương cho Bác Trọng nếu như vẫn tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch nước. Khi nhớ lại ngày 23 tháng 10 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu như thế này. Kính thưa Quốc hội, thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước. Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là một trách nhiệm hết sức nặng nề đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ như tôi vừa tuyên thệ trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước. Sau đây, tôi xin có một vài ý kiến có tính chất báo cáo thêm, giải bày tâm tư, tình cảm của mình trước sự kiện này để mong được các đồng chí và các vị cùng chia sẻ. Chắc có đại biểu muốn biết tâm trạng của tôi lúc này như thế nào. Tôi xin thưa thật rằng tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là vì được Quốc hội, được nhân dân tin cậy, yêu mến giao nhiệm vụ. Lo là làm thế nào để hoàn thành được thật tốt trách nhiệm của mình. Đây là tâm tư, suy nghĩ thật lòng của tôi, cũng giống như tâm trạng của tôi cách đây hơn 12 năm, khi tôi được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 11. Tôi nhớ hôm đó là vào ngày 26 tháng 6 năm 2006, hồi 16 giờ, Quốc hội bầu tôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Lúc ấy tôi cũng vừa mừng vừa lo. Phần lo là nhiều hơn vì tôi chưa từng làm Chủ tịch Quốc hội bao giờ, chưa quen với công việc của Quốc hội. Lúc bấy giờ tôi đang làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Tôi lo không biết có hoàn thành được nhiệm vụ không. Khi phát biểu trước Quốc hội, tôi đã ngẫu hứng lầy hai câu kiều. Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay. Và bây giờ đây, tâm trạng tôi cũng tương tự như thế, thậm chí có phần còn lo lắng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì ba lý do. Một là tình hình đất nước bên cạnh những mặt thuận lợi là cơ bản cũng đang có không ít khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết. Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như ngày hôm nay. Nhưng đất nước cũng đang đứng trước những khó khăn rất lớn. Tình hình thế giới diễn biến không thể lường hết. Chúng ta vui mừng với những thành tựu, kết quả to lớn, nhưng tuyệt nhiên không được chủ quan, tự mãn, không được quá say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Hai là hiện nay, cùng với giữ chức Chủ tịch nước, tôi vẫn đang gánh chức Tổng Bí thư của Đảng. Công việc rất nhiều, lại đang phải chuẩn bị cho đại hội lần thứ 13 của Đảng. Ba là trình độ, năng lực, sự hiểu biết của tôi có hạn, tuổi tác lại đã lớn. Bác Hồ đã từng nói, khi người ta tuổi tác càng cao thì sức khỏe càng thấp, điều đó cũng không có gì là lạ. Vì vậy, tôi rất mong được các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các vị đại biểu Quốc hội, cử tri và đồng bào cảm thông, chia sẻ, hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện. Các cơ quan liên quan như Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan tư pháp, các cơ quan ban ngành và các địa phương phối hợp chặt chẽ, đoàn kết thống nhất cao, giúp cho tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Riêng về phần cá nhân, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, nỗ lực phấn đấu để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà hiến pháp, pháp luật đã quy định và Đảng, Nhà nước, nhân dân đã giao phó. Chính vì vậy mà trong Bộ Chính trị khóa 13 hiện nay, không tính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì vị trí lãnh đạo sáng giá sẽ là người xứng đáng ngồi vào vị trí Chủ tịch nước mới. Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Đại tướng Lương Cường, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ngoài các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư, còn có những vị sau trong danh sách Ủy viên: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Vậy trong những cái tên sáng giá này, ai sẽ là người xứng đáng được ngồi vào vị trí Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam? Về quy định của Bộ Chính trị, lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm. Quy định nêu rõ quan điểm, nguyên tắc, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ. Cán bộ giữ nhiều chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý thì lấy phiếu tín nhiệm tối đa ở hai nơi cán bộ công tác và sinh hoạt. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và được công khai theo quy định. Những cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời gian bổ nhiệm. Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm: cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, từ trung ương đến cấp có đơn vị trực thuộc. Cán bộ đã có công tác báo nghỉ công tác, chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu thì không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm. Thành phần ghi phiếu tín nhiệm được quy định cụ thể đối với từng chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt. Lấy phiếu tín nhiệm năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp. Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3. Năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp, cụ thể như sau: lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn thực hiện theo quy định của Quốc hội. Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu thực hiện theo chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy địa phương tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân các cấp bầu. Cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá cùng với các tiêu chí chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật của người cán bộ lãnh đạo, quy định lần này nêu rõ những tiêu chí liên quan tới gia đình, người thân. Cụ thể, lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ phục vụ nhân dân, liêm chính, trung thực, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, chấp hành sự phân công của tổ chức, thực hiện các quy định, quy chế của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, nơi công tác, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và xử lý những vấn đề khó,
phức tạp, nhạy cảm. Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý khác tiến hành sau sơ kết 6 tháng đầu năm của năm thứ 3 giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp. Kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, sự gương mẫu của bản thân và vợ chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm lấy phiếu. Kết quả lãnh đạo tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực phạm vi phụ trách, tính năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Số lượng, chất lượng sản phẩm, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc. Kết quả lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực phạm vi phụ trách. 3. Mức tín nhiệm. Quy định yêu cầu phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm. Các mức độ tín nhiệm theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Căn cứ vào nội dung tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm nghiên cứu, đánh giá khách quan về người được lấy phiếu tín nhiệm, ghi ý kiến của mình vào phiếu tín nhiệm. Người ghi phiếu tín nhiệm có thể ký tên hoặc không ký tên vào phiếu tín nhiệm. Kết quả phiếu tín nhiệm đối với từng người được tổng hợp như sau: họ tên, chức vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm, tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, tổng số phiếu tín nhiệm cao và tỷ lệ phần trăm trên tổng số phiếu thu về. Tổng số phiếu tín nhiệm và tỷ lệ phần trăm trên tổng số phiếu thu về. Tổng số phiếu tín nhiệm thấp và tỷ lệ phần trăm trên tổng số phiếu thu về. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ. Theo quy định, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn. Xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định. Những trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác thấp hơn mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Quy định cũng nêu rõ, đối với người được lấy phiếu tín nhiệm ở hai nơi thì việc đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ sẽ có cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở xem xét tổng thể kết quả phiếu tín nhiệm ở từng nơi. Hy vọng rằng trong thời gian tới, vị tân chủ tịch nước mới sẽ là con người ưu tú xuất sắc, giành trọn vẹn được niềm tin của Đảng và nhân dân. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Cu Tố làng tôi. Cu Tố vừa đi vừa khóc, một tay kéo quần, một tay lau nước mắt. Thật tội cho thằng bé, mới tí tuổi đầu mà phải hứng chịu quá nhiều đau khổ. Bằng tuổi nó, con nhà khác thì được học hành đến nơi đến chốn, còn nó đang học giờ cấp 2 phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình. Mẹ nó bỏ làng ra đi dễ đến 6-7 năm rồi, còn bố nó là kẻ nát rượu nhất vùng. Mỗi khi quá chén, lại thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, trút lên đầu nó tất cả sự hận thù về mẹ nó. Nghe đâu, mẹ nó sau một cuộc mây mưa tình ái với gã hàng xóm, nó được hình thành từ bận ấy. Không phải lão Phục, bố nó, có vấn đề về chuyện chăn gối, mà cái chính để mẹ nó ngoại tình đẻ ra nó là do hoàn cảnh. Vâng, thì hẳn là do hoàn cảnh,
chứ mẹ nó vốn là người nổi tiếng hiền thục nhất làng. Đâu muốn lão Phục phải nuôi con người khác. Ngay cả thằng cu đấu, lão Phục cũng thừa biết là con của lão Quờ, nhưng vẫn quyết cưới, vẫn hì hì cười. Cá vào ao ta được, chứ đâu phải mẹ cu tố chủ tâm lừa dối. Người làng Trúc Xuân vốn rộng lượng, nhất là trong hoàn cảnh gia đình cu tố, nên nhiều người có vẻ bênh mẹ cu tố ra mặt. Tất tật mọi chuyện đều đổ lỗi cho hoàn cảnh nó chớ trêu, nó oan nghiệt, không chịu chiều theo ý con người. Vì thế, thượng vàng hạ cám, người làng Trúc Xuân đổ tuột lên đầu lão Phục. Thật tội cho lão, nghe mọi người bóng gió, mỉa mai, lão không thích phân trần, vì đấy không phải là bản tính của lão. Hơn nữa, nếu có nói, cũng không ai chịu nghe, càng không ai chịu tin. Từ xưa tới nay, ở cái làng Trúc Xuân này, có ai coi lão ra cái thá gì đâu. Trước mặt thì cười cười nói, ra vẻ thân tình, thương mến lắm. Nhưng vừa đi khỏi dăm ba bước là những cái bĩu môi, những lời châm chọc chạy theo lưng lão. Ôi, cái sự đời thật chua chát, không ai chịu hiểu, chịu tin lão cả. Cũng chẳng có ai là người để lão hiểu, lão tin cho được. Thật chua chát sự đời, thật uất ức số phận. Thôi, kệ những lời công kích, kệ những lời đàm tiếu, lão cứ thản nhiên mà sống, cứ thản nhiên mà cười, coi như chưa hề có những lời độc địa kia đã bóp nát cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà lão cố công bồi đắp. Có lẽ cũng bởi tại lão cứ nhởn nhơ mặc kệ mọi chuyện, muốn ra sao thì ra, nên lời ong tiếng ve càng thêm tích tụ. Làng Trúc Xuân không lạ gì cái cảnh mỗi khi thấy lão ra ngoài đường là y như rằng có những cánh tay chỉ trỏ, những lời thì thầm to nhỏ, và sau đó là những trận cười no nê sảng khoái của những kẻ mừng rỡ thích chọc ngoáy vào đời tư của người khác, mặc dù đời tư của họ còn bốc mùi khăm khẳm gấp vạn. Đấy là nói theo cách của lão. Chẳng rõ thực hư những lời xì xèo thế nào, nhưng quả thực càng nhìn, thằng cu tố càng không có nét gì giống lão, ngoại trừ ánh mắt buồn buồn, giọng nói nhấm nhằng của kẻ yếu thế thì có vẻ hơi giống giống. Nhưng mà thôi, chuyện bố con nhà cu tố có giống nhau hay không là chuyện khác, chuyện không nên bàn. Vì chuyện đó hiển nhiên ai ai cũng biết, ai ai cũng rõ. Chẳng có gì là lạ cả. Chuyện lạ là không hiểu vì sao mấy ngày hôm nay hễ cứ nghe tiếng khóc của cu tố, không ít kẻ làng Trúc Xuân phải cúi mặt thở dài. Chuyện xảy ra cũng đã khá lâu, cách đây chừng 18-19 năm thì phải. Ngày ấy mẹ cu tố vẫn chưa về làm sâu nhà họ Nguyễn, vẫn còn là cô thôn nữ ngây thơ với tình yêu trong sáng đầu đời. Người làng Trúc Xuân bảo, không biết nàng Kiều của cụ Nguyễn Du đẹp đến mức nào, chứ mẹ cu tố thì chao ôi là đẹp. Con gái thôn quê gì mà nước da cứ trắng nõn nà, trắng đến nhức cả mắt. Lại còn đôi mắt nữa chứ, mỗi khi giận dỗi hay ấm ức điều gì, đôi hàng mi cong vút chỉ khẽ chớp chớp vài cái, thì hỡi ôi, dù đấng trượng phu có đang đằng đằng sát khí, cũng phải trùng lòng, phải cố mà ngọt ngào, xu nịnh, để đôi mắt kia đừng nhỏ lệ. Chung quy, cũng chỉ tại mẹ cu tố đẹp, nếu không thì làm sao mà đàn bà con gái ở chốn quê, quanh năm chỉ giỏi mỗi việc chồng đít lên trời, lại thích lườm nguýt mẹ nó. Xấu xí đến ma chê quỷ hờn như thị nở, đương nhiên là có tội với dòng giống xóm làng. Mà quá đẹp như mẹ cu tố thì lại càng có tội, tội lớn là đằng khác. Tạo hóa thật bất công, mọi nét đẹp của thế gian này dường như đều dồn hết cho mẹ cu tố. Đến cả người đàn ông tràn trề nhựa sống là niềm tự hào duy nhất, là nỗi khát khao vật vã từng đêm của các cô gái làng cũng bị mẹ nó nhằm nhe cướp mất. Của đáng tội, hai người ấy quả thật rất xứng đôi, nhưng cũng chỉ tại mẹ nó. Bao nhiêu trai làng sẵn sàng quỳ gối, dâng nộp tất cả gia tài để được nên vợ thành chồng. Vậy mà cứ sừng sưng, không chịu chọn lấy một ai, lại chọn luôn anh chàng Quờ đẹp trai, giỏi giang và khỏe mạnh nhất làng. Ban đầu mọi người bán tín bán nghi, nghĩ mẹ cu tố chỉ coi chàng Quờ như người anh trai tốt bụng. Nhưng từ cái lần rình trộm, thấy chàng Quờ ghi chặt mẹ cu tố vào vòm ngực vạm vỡ,
thì con gái làng Trúc Xuân nhảy dựng lên như giẫm phải lửa. Không ai bảo ai, tất cả đều hậm hực. Như thế là không được, như thế thì thật là quá quắt. Đã quá đẹp rồi lại còn muốn chiếm nốt cái đẹp cuối cùng của làng Trúc Xuân ư? Không đời nào. Thế gian được vợ hòng chồng, các cụ đã nói cấm có được sai. Yêu ai thì yêu, lấy ai thì lấy, nhưng nhất quyết không được là chàng quờ. Nhất định phải như vậy. Thế rồi chẳng hiểu bằng cách nào mà tin đồn chuyện trai trên gái dưới của mẹ Cu Tố với rất nhiều gã du thủ du thực phải vụng trộm nên đến nhà ông Lang Thạnh không dưới 20 lần, lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, xì xèo tới tận làng đọ đá xa xôi. Lại còn cả chuyện ông Lang khuyên mẹ nó đừng lấy chồng vì không còn khả năng sinh đẻ, cũng được mọi người kể lại thật rành mạch, vanh vách, cứ y như chính họ là người bắt mạch kê đơn. Đến ngay cả cái anh chàng quờ phong độ là thế, nam nhi là vậy, mà còn gạt phắt tất cả lời thề thốt, van xin của mẹ Cu Tố. Làm gì có chuyện dòng máu họ Hà đang lớn dần trong bụng, làm gì có chuyện chỉ yêu một người và trao thân duy nhất cho một người. Chẳng lẽ cả huyện Thiên Thi này nói sai? Không thể tin được, dòng họ Hà đã ba đời độc đinh nên không thể, không thể và không thể. Lão nhớ lắm chứ, lão quên làm sao được cái tối ấy. Ừ, cái tối của 18 năm về trước, cái tối mà mẹ Cu Tố định gieo mình xuống sông tự vẫn. Lão đã phải quỳ xuống, van xin mẹ nó đừng làm điều dại dột. Lão xin được cưới mẹ nó với lời hứa, dù trai hay gái cũng yêu thương như con đẻ của mình. Lão đã làm được, thậm chí còn quá xuất sắc là đằng khác. Thì đấy, lấy nhau gần chục năm trời, đã bao giờ lão để mẹ Cu Tố phải đói khát khổ sở? Đã bao giờ lão đánh vợ đánh con? Chưa, đúng, chưa một lần nào. Lão biết mẹ Cu Tố lấy lão chẳng qua vì tình thế bắt buộc. Còn lão, lão yêu mẹ Cu Tố thật lòng, yêu hơn bất cứ gã đàn ông nào, kể cả với lão quờ cũng vậy. Ngay cả cái đận đẻ thằng Cu Tố, bao nhiêu người khuyên lão bỏ mẹ Cu Tố mà cưới vợ khác, nhưng lão không nghe. Lão yêu hai mẹ con Cu Đấu, lão cũng yêu cái sinh linh bé nhỏ vừa oe oe cất tiếng khóc chào đời. Thiên hạ nói sao cũng mặc, chỉ cần mẹ Cu Tố đừng bỏ lão là được. Khổ sở thế nào, lão cũng không sợ. Lão yêu và tôn thờ mẹ Cu Tố như con chiên ngoan đạo, mà cũng tội nghiệp cho mẹ Cu Tố, cũng đồng cam cộng khổ với lão, cũng hay làm, cũng hết lòng vun vén cho gia đình, chứ đâu ăn trắng mặc trơn như những người khác. Đấy, cái đận lão ốm thập tử nhất sinh, tưởng khó qua được, mẹ Cu Tố chẳng thức trắng bao đêm, hai mắt thâm quầng, gò má trơ hết cả xương vì lo lắng cho lão đấy thôi. Nhà còn bao nhiêu thóc, bán bằng sạch, thậm chí còn chạy đôn chạy đáo, vay mượn tiền bạc chữa chạy cho lão. Thế mà thiên hạ còn ngứa mồm, bảo rằng vợ lão không hề yêu lão, chỉ mong lão đi nhanh để dễ tàng tiệu với gã nhân tình. Chao ôi, miệng lưỡi thế gian khác gì nọc độc của lũ mãng xà. Lão mà có sức khỏe như mấy gã lực điền, thế nào cũng khối thằng bị lão đấm cho vều mõm, cho hết thói ăn quàng nói bậy. Cầm bàn tay chằng chịt lằn gân xanh của vợ, lão thấy nghẹn đắng trong lòng, muốn nói những lời thật dịu ngọt, nhưng cứ nhìn thấy đôi mắt thâm quầng, nụ cười héo hắt của vợ, lão lại nghẹn lời. Lão muốn an ủi đôi câu rằng lão đã khỏe, rằng lão không muốn nhìn thấy vợ hao gầy như thế, nhưng miệng lão cứ cứng đờ như người trúng gió. Lão hận ông trời không cho lão khéo ăn khéo nói như mọi người. Lão hận chính con người lão, trình độ văn hóa cao nhất làng, gì thì gì cũng học xong tú tài, thế mà một lời có cánh cũng không nói nổi. Lặng lẽ nuốt lệ vào tim, lão quyết tâm chiến đấu với bệnh tật. Lão phải sống, phải bù đắp những khổ cực cho mẹ Cu Tố. Lão phải sống, phải nuôi dạy hai thằng con khôn lớn nên người. Gia đình của lão cần con lão không thể mất. Lão nuôi hai đứa con từ lúc còn đỏ hòn, lão yêu thương chúng như chính con đẻ của mình. Nhưng lòng lão vẫn cứ thấy trống trải. Lão thèm được ôm ấp, được chăm bẵm một sinh linh bé bỏng mang dòng máu của mình. Bao ngày bao đêm,
lão tưởng tượng cảnh bồng con đi chơi, cảnh thằng bé tè ướt cả áo. Lão sẽ không cáu gắt, mà khi khi cười, sẽ đặt nó lên đầu, bảo nó cứ tè nữa đi, tè nhiều vào, thậm chí có ị lên đầu bố cũng được. Giá lúc bấy giờ, cu cậu có đòi bố thơm vào cái màu tre xinh xinh của nó, lão cũng thơm một cách hãnh diện. Đúng, lớn lên, lão sẽ dạy nó cách bắt ếch, nhìn thế nào để biết hang nào có ếch, hang nào không có. Mà không, ai lại truyền cho con cái nghề mặt hạng ấy, phải cho nó học đến tận đại học, phải lo cho nó thành ông kỹ sư hoặc ông cử nhân gì gì đó, chứ nhất quyết không thể để nó lại giống lão, quanh năm suốt tháng, chỉ quần quanh với khóm tre làng. Lão đã từng khao khát, đã từng van xin, nhưng mẹ cu Tố cứ khất lần trốn chạy. Giờ thì lão đã già, đã kiệt sức để làm lại từ đầu. Lão cũng chẳng giận mẹ cu Tố nữa đâu. Lão cũng chẳng ép mẹ cu Tố đẻ cho dòng họ Nguyễn một đứa con nào nữa. Lão không giận. Lão thề đấy, lão chỉ cần mẹ cu Tố sớm trở về. Người làng Trúc Xuân sẽ không đả động đến chuyện đó, nếu như bố cu Tố không say rượu mà gây lộn. Kể cũng tội cho lão phục. Người cứ còm nhom gân guốc, cái miệng cá ngão cứ ngoác ra trên bộ mặt xương sầu. Dù muốn giấu nhẹm đi nỗi nhục của thằng đàn ông, nhưng không thể giấu được, vì hai thằng trời đánh thánh vật ấy càng lớn chẳng giống lão tí nào. Cứ phồng phao béo tốt, cứ đen sạm đen xì, và đặc biệt cứ giống như tạc gã hàng xóm của lão. Thế mới khổ cho lão. Ôi cái thằng Tố, giống bố đẻ từ cái dáng đi khuệnh khoạng, nước da đen nhẻm đến cái khịt mũi lắc đầu. Mà bố đẻ nó có xa xôi gì đâu, cách nhà lão chỉ dăm bảy ngôi nhà. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu hôm đó lão không đi dự tiệc mừng bà Nga về nhà mới. Trời xui đất khiến thế nào mà gia chủ lại xếp lão ngồi cùng mâm với lão quở. Lão cũng đã đề phòng sẽ có chuyện gì đó xảy ra nên thoái thác, nhưng bà Nga cứ khẩn nài, lão đành tặc lưỡi. Cứ coi như không có nó ngồi cùng mâm là được, mà nó có nói gì thì mình cứ coi như điếc là xong. Nghĩ vậy, lão mới tủm tỉm cười ngồi xuống. Nhưng sự đời không chiều theo ý lão, bởi sự đời vốn đã đỏng đành cong cớn, mà trong hoàn cảnh của lão thì... Những câu khen thằng cu Tố đẹp trai giống bố làm lão điên tiết, nhưng vì thể diện, lão cắn răng chịu đựng. Tợp nhanh ngụm rượu, lão và lấy và để, nuốt không kịp nhai, cốt cho xong bữa mà ra về. Nhưng lão vẫn không được buông tha. Hình như những người cùng mâm không chịu cảm thông cho nỗi khổ của lão, hay họ cố tình chơi đều lão mà cứ chuốc rượu, bắt lão cụng ly. Vì thằng cu Tố với tướng ta ấy sau này đẹp trai phải biết, sẽ tài giỏi nhất vùng. Lão quờ còn đều già, nhăn nhở hàm răng 3690 vàng khè. Cụng ly chúc lão có hai thằng con, thằng nào cũng đẹp trai giống bố. Cầm cả bát cơm, lão ném thẳng vào mặt lão quờ. Bữa rượu mừng bà Nga về nhà mới trở thành cuộc tử chiến. Vốn đã thâm thù, hận nhau đến tận xương tận tủy, giờ lại thêm men rượu, mọi sự thật được phơi bày. Cuộc tử chiến sẽ không kết thúc nếu cu Tố không cầm hòn gạch đáp trúng đầu lão quờ, làm lão quờ bất tỉnh. Với tư thế là kẻ chiến thắng, lão phục ôm chặt cu Tố, hôn lấy hôn để, rồi ngẩng cao đầu nói giữa đám đông: "Ai còn dám nghi ngờ thằng cu Tố không phải là con của tôi?" Khổ thân thằng Tố, mặt cắt không còn giọt máu, bị bố phục kéo giết về nhà. Vừa đi vừa cười ngặt nghẽo, vừa làm nhảm: "Cu Tố đích thực là con của bố phục, đích thực cu Tố nhỉ?" Hồi ấy cu Tố mới 7 tuổi. Từ ngày ấy cu Tố mất mẹ, ngày đầu người làng Trúc Xuân bảo sau khi lão quờ tỉnh lại đã bỏ làng ra đi, còn mẹ cu Tố cũng khăn gói khỏi làng. Không biết lão quờ có đi cùng mẹ cu Tố hay không. Người thì bảo mẹ cu Tố cùng lão quờ ngược Lạng Sơn buôn hoa quả, người thì lại bảo mẹ cu Tố lên Hà Nội làm ô xin, còn lão quờ vào tận Đồng Nai trông coi sườn gỗ cho thằng em họ. Chẳng biết đúng sai thế nào, chỉ tội cho thằng cu Tố. Kể từ bữa đó, luôn bị bố phục chửi bới đánh đòn. Và hôm nay, cũng như mọi bận, cu Tố lại vừa đi vừa khóc, dân làng Trúc Xuân lại nhìn nhau cố nén tiếng thở dài.